nay, sàn đấu của đấu trường âm nhạc sẽ lại rực lửa với những trận so tài đầy kịch tính. Mỗi đấu sĩ là một chiến binh mạnh mẽ cùng cạnh tranh về giọng hát để giành vinh quang cho đội mình. Những lúc tiếng súng đã tạm yên, nghe dòng xuôi hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau. Khi nào nỡ hoài thôi, nợ duyên cũng hết trông chờ. Lòng có con chỉ là chút tình nhớ ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ. Chính đấu sĩ với sự dẫn dắt của ba thủ lĩnh tài năng, đó là nghệ sĩ Cát Phượng, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Dương Ngọc Thái. Chắc anh chọn thêm ở đây còn hai đấu sĩ đúng không? Đưa luôn cho anh ta hết, xong ta đi về sớm rồi sao? Chưa chơi thì mình không thua. Chơi rồi mới biết mình không thua người. Nữ mà đấu với nam thì mình sẽ sử dụng quyền của mình. Thủ lĩnh nào sẽ đưa đội của mình giành chiến thắng chung cuộc? Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với đấu trường âm nhạc phiên bản kỳ nghỉ đáng nhớ. Lê Du Lâm, Khả Như, chào mừng các bạn đã đến với chương trình đấu trường âm nhạc. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và ngày hôm nay đã có hai MC. Và có cả sứ giả âm nhạc. Xin chào. Và điều đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả luôn yêu thương chương trình. Đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chào đón các khách mời của chúng ta. Xin mời. Nước sông sâu cũng dễ dò, mà lòng người sao đón được qua khó. Kiếp nhân sinh trăm lần đò, hỏi lòng người sao tránh khỏi so đó. Mỗi chúng ta mỗi phận đời, nghèo hèn giàu sang đâu thể thay đổi. Cũng sinh ra chung phận người, mà người trăm tuổi kẻ chỉ đổi mới. Ngày đó, mỗi khi buồn, em hát với dòng sông. Và bây giờ, em hát với dòng đời. Nhưng dòng đời không êm đềm như một dòng sông. Đúng không em? Rồi từng đêm cô đơn khi tan phút vui bên đèn sân khấu, nhìn màn nhúng buông lơi cho em xót xa, nghe môi hồng phai dấu. Còn dòng sông năm xưa nâng niu tuổi thơ, em về nương náu để quên đi bao nhiêu niềm đau. Trời, chị Như ơi, nhìn xa xa cứ ngỡ như sơn tinh và thủy tinh. Nhưng vậy thì sẽ còn thiếu mị nương. Giờ đây sao chẳng vô nhớ anh em buồn, buồn vì anh. Quý vị thân mến, và đó là nghệ sĩ Cát Phượng, ca sĩ Lâm Hùng và ca sĩ Dương Ngọc Thái. Dạ, xin mời ba khách mời dễ thương đáng yêu gửi đến lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Dương Ngọc Thái, Lâm Hùng. Dạ, em Cát Phượng. Xin gửi đến quý vị là chúc sức khỏe, là chào trân trọng và thân thương nhất. Dạ, hôm nay anh bị đau mắt hột hay sao mà thấy chương trình này đến kiến với anh Hùng? Tại vì quay sớm quá, mà từ nhà anh qua đây xa, 5 giờ sáng anh thức rồi, mắt hơi bị dại á. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các quyền của chương trình. Xin mời. Đến với chương trình, các thủ lĩnh được sử dụng một trong các quyền sau. Quyền cú, thủ lĩnh được quyền ra hát hoặc gọi đấu sĩ đã bị loại của đội mình lên hát thay đấu sĩ chuẩn bị thi đấu.
quyền chuyển. Thủ lĩnh được quyền chuyển đấu sĩ khác trong đội lên hát thay đấu sĩ chuẩn bị thi đấu. Quyền đỡ. Sử dụng quyền này nhằm cử một đấu sĩ còn lại trong đội hoặc đã bị loại ra trình diễn cùng các ca sĩ đang trong vòng đấu. Quyền chặn. Đội nào có trong tay quyền này đồng nghĩa việc chặn không cho đối thủ lựa chọn đội mình thi đấu mà phải đấu với đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại không còn đấu sĩ thì đội có quyền trợ giúp là chặn sẽ được quyền chọn ngược lại đấu sĩ để thi đấu với mình. Triệu hồi. Sử dụng quyền này, thủ lĩnh sẽ có quyền làm khó đấu sĩ đối thủ bằng một trong hai cách sau. Một, triệu hồi mực ma mảnh. Trên đầu đấu sĩ là một con mực được che phủ kín mặt, không nhìn thấy đường khi hát. Triệu hồi tôm tận tụy. Mascot tôm tận tụy xuất hiện. Đấu sĩ phải mặc mascot này và trình diễn. Dạ thưa quý vị, đây là quyền của chương trình. Thì bây giờ em xin mời chị Phượng chọn trước đi ha. Dạ, phụ nữ. Chọn đại tắm. Dạ, chọn đại nhưng đừng mở ra giùm em. Ok. Kính lão đắc thọ. Dạ. Rồi anh phải không? Dạ. Anh Hùng. Anh lấy bà tắm luôn không? Không được anh ơi. Dạ rồi, giấu giùm em, giấu giùm em. Chị ơi, chị Phượng ơi, bỏ vô giùm em. Cất luôn à. Như vậy là các thủ lĩnh đã có quyền trong tay. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với sứ giả âm nhạc. Dạ không biết là ngày hôm nay tiêu chí của sứ giả âm nhạc chấm sẽ như thế nào ạ? Xin mời sứ giả âm nhạc chia sẻ. Tôi là Thái Duy Đỉnh sẽ thay mặt cho sứ giả âm nhạc công bố cái thể lệ tiêu chí của đấu trường âm nhạc chúng ta ngày hôm nay. Đó là 50% sẽ là về kỹ thuật thanh nhạc, về khả năng ca hát. Và 50% còn lại là khả năng biểu diễn, kết nối và gây hào hứng cho tất cả khán giả. Và mong rằng tất cả các đấu sĩ sẽ có một màn trình diễn thật tuyệt vời. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn sứ giả âm nhạc rất là nhiều. Chị Như ơi, chị đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Chị em hỏi là thủ lĩnh đã sẵn sàng chưa? Dạ dạ. Sẵn sàng. Quý vị khán giả ơi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu như sẵn sàng, chúng ta cùng đến phần hòa giọng của các đấu sĩ. Xin mời. Chẳng biết đâu ra rồi cứ như thế. Tôi cười xinh như hoa đang yêu thật thà. Cứ em niềm thương nhau qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón. Khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng. Đêm khi ra đùa vẫn say đắm em thôi. Không cần mang giày cao gót, không cần phấn son cầu kỳ mà khiến anh mộng mơ em đêm ngày. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má xin được dẫn em về nhà, để giữ em làm riêng anh cả đời. Đợi chờ anh bao lâu biết không, em muốn bên người. Chẳng tin đâu ra một người như thế. Một tươi xinh như hoa đang yêu tất cả. Cứ em bên đường nhau qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón. Chỉ muốn một vườn hoa sau sân nhà. Hãy tặng em đời anh nhé. Đêm người luôn săn sóc luôn chiều lắng nghe mọi điều. Hay là anh gặp ba má xin được dắt em về nhà, vì nhớ em ngày đêm anh bơ phơ. Tình yêu anh gian đơn đã thường thương đến vô bờ bờ. Chẳng tìm đâu ra một người như thế. Môi cười xinh như hoa đang yêu thật thà. Cứ em đêm thương nhau có bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón. Trên đời ngắm mây ngàn giang giăng trên núi cao. Cuộc đời cho em thật nhiều may mắn khi chạm môi anh ngỡ ngỡ như thiên đàng. Đến khi già nua vẫn say đắm em thôi. Chẳng tìm đâu ra một người như thế. Môi cười xinh như hoa đang yêu thật thà. Cứ em đêm thương nhau qua bao nắng mưa. Một người nâng niu, một người đưa đón.
mãi trong lòng. Đến khi ra đùa vẫn say đắm em ơi. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, môi cười xinh như hoa đang yêu thật thà. Cứ em đến bên nhau có bao nắng mưa. Một người nắng yêu, một người đưa đón. Khi bình minh ông em ngủ say trong lòng. Đến khi ra đùa vẫn say đắm em ơi. Đúng rồi. Bây giờ mình nắm tay lại với nhau đi ạ. Mình nắm tay lại nha. Sau khi nghe hiệu lệnh thì các thủ lĩnh sẽ chạy u về và tìm ra đâu là đấu sĩ của mình nha. Đúng rồi. Hát nào thì cứ chọn giùm. Nắm tay nhau trên đường chạy cho em. Chưa. 1, 2, 3. Bắt đầu. Đàn ông ghê không? Hai ông kìa, trời đất ơi. Đi đâu vậy? Bỏ là chị tôi giữa chợ đời. Anh ơi, anh ra ngoài. Đứng dưới thẻ. Bớt cái anh Giang lại. Anh Giang đâu? Sao em chị không chạy, không chạy vậy? Cuộc đời chị là luôn nhường nhịn. Nhưng mà cái nhường nhịn lúc nào mình phải ở trên cao. Thấy không? Luôn luôn là chị cũng sẽ chiến thắng. Hai em chọn nó thôi. Rồi đi lại đi. Ủa? Như vậy các thủ lĩnh nó tìm được các đấu sĩ. Và bây giờ sẽ là phần Lộ Diễn. Dạ anh Dương Ngọc Thái à, và ngay bây giờ anh sẽ giới thiệu các đối sĩ của mình ha. Xin mời các bạn ạ. 3, 2, 1. Lộ mặt. Wow. Chị ơi có người quen kìa chị. Ai ai trời anh ơi quen đó. Gương mặt quen thuộc hả? Với anh áo đỏ đó. Dạ rồi. Anh hát dữ lắm ạ. Dữ vậy hả? Dạ xin mời mọi người giới thiệu về mình cho quý vị khán giả cùng biết ạ. Mình tên là Nguyễn Hoàng Nam. Mình là ca sĩ và hiện là Hoàng Nam đang sinh sống tại Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ là ở bên nước ngoài hả chị? Ở nước ngoài. Ủa anh ở nước ngoài anh bay về hả anh? Đúng rồi, mình rất là yêu thích chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Và có cơ hội được đứng ở đây cùng với tất cả mọi người. Đó là niềm hạnh phúc của mình. Wow à, hay quá. Nguyễn Hoàng Nam là đi hát lâu lắm rồi. Đúng rồi, mà bí quyết gì mà bao nhiêu năm tháng anh vẫn giữ được cái nét thanh xuân vậy anh? Cái nhan sắc á. Tại lúc mà anh nổi tiếng là em còn nhỏ. Mà bây giờ mặt em già chát mà anh nhìn chị. Là có cái bí quyết gì hay không? Đúng không chị Như? Nói hồi lớp 7 là anh đã nổi tiếng rồi. Mà giờ em 35 tuổi rồi. Bí quyết giống như hôm nay đây. Mình được đứng hát cùng với tất cả những người bạn trẻ. Chúng ta được làm việc những người trẻ. Chắc chắn chúng ta thấy trẻ trung hơn không nhiều. Anh, em làm việc với những con người trẻ là càng ngày em càng già nua. Em thấy hai đứa em thành hai bà cô ở đây. Mà em có trẻ đâu. Đúng. Em vẫn già hơn người ta. Tụi em thì trở anh nói dối rồi. Khó chịu. Em đã can thiệp đồ này nọ lắm rồi đó mà vẫn không trẻ nổi. Anh giấu đúng không? Thôi cái gì kệ đi anh ha. Miễn sao ngày hôm nay anh cháy hết mình cho em. Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng, thành viên thứ hai của đội của chúng tôi. Em xin được phép kính chào tất cả quý vị đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Shona Hà Lưu. Em hoạt động nghệ thuật đến nay là 14 năm rồi. Trước hai đứa mình cộng lại. Công việc hiện tại của em là ca sĩ và sản xuất âm nhạc. Sản xuất rồi. Dạ mời tiếp theo ạ. Dạ xin được chào quý khán giả của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc ạ. Và em là Quang Hiền và công việc của em là ca sĩ. Tuyệt vời, không biết nhóm của mình tên là gì ạ? Tên đội thì cho tụi em là tụi mình làm khó một tí nhá. Mời anh Dương Ngọc Thái đứng vào giữa này. Dạ dạ em mời anh vô. Mọi người nhòm thử xem là tụi em làm động tác này đoán thử tên của em là gì nhá. Dạ rồi. Nối vòng tay lớn, xin quạt hè. Vòng tròn có một cái tâm. Ba ngọn nến lung linh. Rồi, dung văn dung vẻ. Vâng, tội của mình tên là vòng tay lớn. Tuyệt vời anh ơi. Ý nghĩa của vòng tay lớn đó là vì đội Hoàng Nam có cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Dạ. Hoàng Nam là người Bắc, Sona Hà Lưu là người miền Trung, và Quang Hiển là người miền Nam. Wow. Vậy. Không biết là câu slogan của đội mình là gì? Đội dòng tay lớn chơi, chơi hết, hết mình mà thua thì hết hồn. Chơi hết mình thua hết hồn. Một trào tay cho đội vòng tay lớn. Thì bây giờ chúng ta cùng làm quen với các đấu sĩ của anh Lâm Hùng nha. 3, 2, 1. Lộ Diễn. Vâng ạ, nối tiếp lời chào của anh Lâm Hùng thì em cũng xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Đức Thọ,
và em đã đến từ thủ đô Hà Nội và em đang là ca sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Mình là Yến Nhi, nghệ danh hoạt động của mình là Yini. Mình là ca sĩ, là thành viên của nhóm nhạc 8X Mắt Ngọc. Wow. Dạ, em xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Phạm Quốc Thiên. Em có nghệ danh là Hoàng Thiên Phú và em đang là nhân viên của một quán sinh tố ạ. Quán sinh tố tên gì vậy em? Quán gì, khu vực ở đâu ạ? Dạ, Long Thành ạ. Người nhà. Cài người nhà vô chương trình. Người nhà làm gì? Em có nỗi khổ chị à, em có nỗi khổ. Nỗi khổ gì? Là bữa chị Hà về đông quá nên quán dẹp một lần nữa rồi. Cho nên bây giờ em gỡ nhà em để tham gia chương trình. Phú ơi, ngày hôm nay cố gắng đừng làm anh thất vọng nha em. Dạ em sẽ cố gắng. Cố lên vì cô Phin nha em. Tuyệt vời. Cảm ơn em. Vậy đội của mình tên là gì ạ? Đội của tụi em cũng có sự tương đồng với đội của anh chị bên kia. Là tụi em cũng là những người con đến từ ba miền. Nên là tụi em có tên là Quê Hương Ba Miền. À. Bây giờ chúng ta cùng đếm với thủ lĩnh các phường ạ. Xin mời. Quay qua, cắt chân. 1, 2, 3, quay nè, quay. Ồ, đẹp chưa? Mời em. Vâng, em xin chào tất cả quý vị trong trường quay ạ. Em tên là Trần Văn Chân, công việc hiện tại của em đang làm trợ lý cho nghệ sĩ. Giới thiệu thêm về mình cho khán giả cùng biết được không em? Dạ, hiện tại công việc của em là trợ lý cho anh Diệu Lâm và nghệ danh của em là Chân Ca Ca. Chân Ca Ca, đáng yêu quá à. Dạ, mời bạn gái tiếp theo ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huyền Kê Đì và hiện tại thì em đang là ca sĩ. Dạ, lúc trước cũng là pha chế quán sinh tố của em. Vâng, chú bảo vệ quán em. Lần đầu tiên cho phép Nguyễn Huy xin kính chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Huy ạ. Em là ca sĩ ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Vậy đội của chúng ta tên là gì ạ? Vâng, thì đội của em không có sự tương đồng với hai đội còn lại ạ. Và rất đơn giản thì đội của em có tên là Thức Huyền Chân ạ. À, tên ba nhân vật, trời ơi, hết hồn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát đầu tiên, xin mời. Niềm đau chôn giấu. Không biết với ca khúc này thì thủ lĩnh nào sẽ đưa đấu sĩ ra đấu đây. Anh Thái tay bỏ tay vô túi. Đã anh Lâm Hùng đã giơ tay, tôi đã thấy cánh tay đầu tiên ạ. À, anh Lâm Hùng. Không phải anh ngứa. Anh ơi bước ngứa lại giùm em nha. Chị Phượng, mặt chị rất đanh thép, không biết là cái chiến thuật của chị như thế nào ạ? Các em ơi, chị mới nghĩ cái câu slogan. Chưa chơi sao biết thắng thua. Chơi rồi mới biết mình không thua người. Oh. Wow. Em xuất trận cho chị. Đừng trời làm mất. Chị Phượng ơi, chị Phượng, em rất thích cái tên đội của chị. Và bây giờ em cũng sẽ xuất trận bằng một chú gà chiến của mình, Đức Thọ. Đức nghe, Thọ. Nghe tên là thấy là trường Thọ rồi. Thọ, mà Đức anh ơi, Đức Thọ. Đức T chứ không phải Đức T đâu. À, Đức Thọ. Đức Thọ và Chân Ca Ca. Xin mời hai đấu sĩ ạ. Xin mời hai bạn gửi lời thách đấu cho nhau ạ. Em thì không mong muốn là ngay từ cái bài hát đầu tiên đã có một cái sự thách đấu nào đó. Thì em sẽ chỉ mong muốn là cả em và bạn Chân Ca Ca sẽ có một cái phần biểu diễn bài hát này thật là hay nhất để gửi tặng tới tất cả mọi người thôi ạ. Đây là cuộc thi đấu trường em à, cho nên không phải là cuộc biểu diễn, cho nên cần một lời thách đấu. Thách đấu liền. Vâng, và lời thách đấu của em là chiến hết mình, thắng thua do mình ạ. Là thách chưa? Đó, thì cái đó là lời tâm sự đó chị ạ. À, cảm ơn phần tâm sự của hai đấu sĩ. Và bây giờ trận đấu xin được phép. Này, chị, cho em nhắn gửi Chân Ca Ca cái. Gửi đi. Chân, đây là cơ hội dành cho em. Thấy không, đây là lâu lắm, gọi là một cơ hội lên TV như thế này. Hãy cháy hết mình. Một là sẽ có nhiều show, hai là sẽ về bưng nước. Cho nên chỉ có một cơ hội thôi nha. Cố lên em hả. Và niềm đau chôn giấu xin được phép bắt đầu. Đầu.
đời buồn sâu về quãng ngắn. Đêm trăng ngoài hiên thoáng nghe gió heo mây, ta chờ ai thức suốt canh dài, chờ ai trốn đây cho hoa úa trăng phai. Thuyền tình đưa đường trường đến cho mơ ước ngàn năm gió bay, nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn. Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhau. Never fall in love, tình yêu nó tối sâu, ta mãi rời nhau, thương thiết nữa cho lòng đau. Ôi thời gian gió mưa phai nhòa, một chiều buồn trở về chốn đây, ngồi ta đốt tập thư cũ niềm đau chôn sâu. Never fall in love, đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái và mộng mơ, cô cắt đứt đi đường tơ. Thôi nợ duyên cũng hết trông chờ, lòng có con chỉ là chút tình nhớ. Ta nhắc đến mỗi tình nửa đường chuyển về cho mơ ước ngàn năm gió bay, nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn. Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhau. Never fall in love, tình yêu ngõ tối sâu, ta mãi rời nhau, thấm thiết nữa cho lòng đau. Ôi thời gian gió mưa phai nhòa, một chiều buồn trở về chốn đây, ngồi ta đốt tập thư cũ niềm đau chôn sâu. Never fall in love, đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái và mộng mơ, cô cắt đứt đi đường tơ. Thôi nợ duyên cũng hết trông chờ, lòng có con chỉ là chút tình nhớ. Ta nhắc đến mỗi duyên cũng hề trông chờ, lòng có con chỉ là chút tình nhớ. Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ. Nói đi đừng cười hoài vậy. Lặng hết trơn vậy. Không nhưng mà em tức Bảo Lâm quá. Sao chị? Em giống như là mấy bà mẹ trẻ đó mà có con học mẫu giáo á, mà con lên thi văn nghệ đó. Ừ. Nhảy lên cho mẹ. Hát lên cho mẹ. Đứng ra ngoài cho mẹ. Vui lên cho mẹ. Dẫn bầy con đi theo. Khó chịu quá, áp lực. Không phải gọi là phải cố gắng. Tại vì một chị biết ngày xưa mà mỗi lần lên TV ngày xưa đầu tiên cũng lên Vĩnh Long nè chị. Đúng rồi. Trời ơi em làm bằng cả tánh mạng. Đúng rồi. Thấy mà gọi là hơi hợt là em quạo liền. Đúng rồi. Và niềm đau chung dấu cũng được thể hiện xong bởi vì Chân Ca Ca và Đức Thọ. Không biết là các sứ giả Cam Nhạc cảm thấy như thế nào ạ? Xin chào hai em. Thật sự là hai em hát rất là hay. Chân Ca Ca ơi, giọng em rất là ấm và mượt, nhưng mà em hát micro rồi em cũng lấy tay em che lại hết trơn á, mất tiếng. Em hát đi qua lại hoài chi vậy? Gió heo mây, ta chờ ai thức suốt canh dài.
Mặc dù rất là đẹp nhưng mà không nên như vậy ha. Còn em hát giống như là một chàng trai vừa mới thất tình, nó lãng mạn nhẹ nhàng. Còn với Thọ thì là một người đàn ông từng trải qua nhiều mối tình, nó có cái chiều sâu hơn. Nhưng mà hai bạn hát đều tốt hết. Và cho ca ca, cái quãng giọng của em rất là đẹp. Ở quãng dưới á, em có phát huy cái quãng thấp của em ha. Với lại em nhớ là cái micro em đừng có đi chuyển qua chuyển lại nha. Rapper hay gì hả? Hiếu thứ hai hả? Hay như vậy? Jessica mà micro mà để nha cái mũi làm Jessica. Gì vậy? Có nhiều anh cứ nói đi. Thiệt á. Thật sự á, cái giọng của Chân Ca Ca rất là mượt, rất tự nhiên, giống như Bảo Lâm đó. Hát không cần phải kỹ thuật, hát rất là tự nhiên. Đó. Dạ, cảm ơn các sứ giả âm nhạc của chúng ta. Và ngay bây giờ xin mời cả hai bạn Đức Thọ và Chân Ca Ca, chúng ta cùng lên hầm. Lên thôi. Dạ thưa quý vị, hai đấu sĩ đã có mặt ở nắp hầm. Và bây giờ để xem đấu sĩ nào sẽ ở lại và đấu sĩ nào sẽ rời khỏi chương trình đây. Bằng sự trải nghiệm của mình, Đức Thọ, không biết là bạn có giữ lại vị trí của mình ở cuộc chơi này hay không? Một Chân Ca Ca sống sau sẽ xô sống trước. Có lời nói là Chân Ca Ca sau này sẽ gọi là nổi tiếng và Lê Vũ Lâm sẽ là trợ lý. Đúng thì rồi. Không biết điều đó có thành hiện thực hay không. Em ơi, sau này nếu em nổi tiếng em có bật lại anh hay không? Dạ đây nó khó. Hỏi gì vậy? Ý là khó quá vậy là dám bật rồi chị Như à. Và bây giờ sẽ là kết quả. Ai đây? 3 2 1. Như vậy ước mơ bật lại Lê Vũ Lâm của Chân Ca Ca không thành hiện thực rồi. Một lần nữa xin chúc mừng Đức Thọ. Chị dẫn đi, em dẫn hết nổi rồi. Sao vậy? Dạ em đã lọt hùm rồi. Em ơi, tại em. Chị, em còn một con. Còn không? Thiền, cố lên nha. Phải gỡ lại danh dự cho cô Vin nha em nha. Vậy thì bây giờ anh Hùng sẽ chọn đấu sĩ. Với ai ạ? À? Chắc anh chọn thêm ở đây còn hai đấu sĩ đúng không? Thôi em thấy sao? Mình đưa luôn cho anh ta hết xong ta đi về sớm rồi sao? Đấu luôn đi con ơi. Vậy cho cô về sớm, cô cảm ơn. Người ta nói vậy thôi nhưng mà trong lòng người ta không muốn gì đâu. Bây giờ bên kia phải không? Bên đội Bắc Mỹ. Bây giờ chọn áo màu xanh lá là xa lánh. Đó. Đưa đi luôn em Thọ ơi. À, áo đỏ chứng tỏ anh sợ, không dám bắt áo đỏ. Quang Hiền. Quang Hiền, nếu mà Quang Hiền đấu thì tôi sẽ chọn bài hát. Dạ vâng, anh chọn bài gì ạ? Theo sở trường của Quang Hiền. Dạ. À, Bolero. Bolero là sở trường của anh đó anh Thái, coi chừng anh lộn nha anh ơi. Anh đừng có bắt bé hát gọi đò nha anh. Đúng rồi. Thôi, chữ tình đi ha, một bài hát rất là hay. Mà anh em đã bàn với nhau là ca khúc này em sẽ làm sao lấy đi 10 cho anh nha. Đem chiến thắng về cho anh. Bài hát Nhánh Lan Rừng. Wow. Và bây giờ sẽ là ca khúc Nhánh Lan Rừng. Xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu ạ. Xin mời hai bạn. Xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta gửi lời thách đấu đến nhau ạ. Bây giờ em không biết thách đấu gì hết. Thôi mình cố gắng hát trọn vẹn ca khúc này ha. Là thách chưa? Dạ thách rồi đó đây chị. Đây là chương trình đấu trường mà mấy em bị ấy quá. Anh ơi, không có hái bông của công viên anh Lâm Hùng. Cái này là nó bị gãy xuống, anh sửa lại cho nó thẩm mỹ mà. Nhưng mà đây, em hãy cầm này như một nhánh lan rừng nha em, tự tin lên cưng. Wow. Người ta muốn nói gì người ta nói, lính người ta rớt rồi ha. Em sau bài hát đầu tiên vừa rồi thì đến bài này em cũng sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình, cố gắng để giành chiến thắng như là bài hát đầu tiên ạ. Wow. Hay quá. Để coi được bao lâu. Trời ơi, hả gì? Làm MC mà tự nhiên quên. Cố lên nha em nha, cố lên. Và bây giờ phần trình diễn Nhánh Lan Rừng xin được phép bắt đầu. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở, những cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng,
hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng, thấy nhanh lan rừng lá vẫn xanh trên cành trái khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiếng súng đã tạm yên, nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nỡ hoạn. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày về trọn vẹn bao ước mơ. Chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng, thấy nhanh lan rừng lá vẫn xanh trên cành trái khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiếng súng đã tạm yên, nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nỡ hoạn. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tặng người thân ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng, như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Và đó chính là ca khúc Nhánh lan rừng. Dạ. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ sứ giả âm nhạc ạ. Xin mời ạ. Xin chào hai em. Chúc mừng hai em vừa hoàn thành xong cái phần biểu diễn của mình. Đây là một bài hát rất là nổi tiếng và một bài hát mà nó có chiều sâu. Thì hai em chị cảm thấy chưa đạt được cái chiều sâu đấy. Về phần Hiền, cái âm thanh của em hiện tại nó đang bị dính vào nhau. Nó không được nét, nó không được nét từng cái nốt. Và em hát lướt lướt nốt, cái nốt mình không đủ á, thì cho người ta cảm thấy mình hát bị thiếu. Còn về phần Thọ thì chị thấy rằng khi mà em hát thì em là người Hà Nội, em hát thì được cái rằng là cái em rõ lời. Nhưng khi mà em hát em bị cảm xúc theo kiểu là mình không tiết chế được á. Nên là khi mà mình hát có mất chữ nữa. Chú ý khi mà mình hát đầu bài á, thì mình có thể hát to, hát nhỏ và hát theo cách xử lý riêng. Nhưng mà đến điệp khúc em phải phóng cái âm thanh ra và phải phóng đều âm thanh ra, chứ không phải em đang phóng ra cho người ta cảm thấy là mình đang cao trào, nhưng mà tự nhiên có một cái nốt em lại bỏ nhỏ. Chính vì thế cái cảm xúc của em nó không được đều đặn. Vậy cảm ơn những lời nhận xét đến từ sứ giả âm nhạc. Và bây giờ xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta cùng lên hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả để xem ai sẽ là người bước tiếp nè. 3, 2, 1 bắt đầu. Mặt ai cũng rất là căng thẳng. Tạm biệt Quang Hiền. Một lần nữa xin chúc mừng Đức Thọ. Lại một lần nữa Đức Thọ
Hay quá, đúng thọ luôn. Thọ thật sự. Thọ quá em. Anh hùng thoại đi anh. Thời gian chương trình không có nhiều thôi. Từ từ đi em. Dạ cảm ơn anh. Vậy bây giờ anh sẽ đấu với ai nè? Hả? Mời anh chọn. Thời gian có không chương trình ơi? Dạ hết rồi, sắp hết rồi. Sao Thọ, em còn sức để em tiếp tục em chiến với... Bắt buộc anh, dạ bắt buộc á. Bắt buộc phải thi tiếp rồi. Hay là bây giờ mình quay lại với đội chị Cát Phượng nè. Chị Cát Phượng ơi, bớt chị Cát Phượng công tự lại. Chị có được sử dụng cái quyền cái giấy được gì không? Được chứ chị, được, chị có quyền gì? Chị đâu có biết cái tờ giấy không cho coi. Hồi nãy anh nhìn thấy được cái tờ của chị Cát Phượng là chữ cứu. À. Em sẽ tặng cho chị thêm một chữ nữa là cấp. Cấp cứu. Thôi bà, bây giờ anh chọn thách đấu với đội nào nè. Rồi, thôi bây giờ nè, nãy giờ là nam không à, bây giờ mình chọn nữ nhà Thọ. Anh thấy cái bạn áo trắng nè. Áo trắng nè. Áo trắng là chị Cát Phượng đó, dạ thủ lĩnh anh ơi. Là chỉ là thủ lĩnh mình đó. Áo đen chị không? Áo đen. Vậy là anh Lâm Hùng chọn bạn Hà Lưu à. Dạ. Bây giờ nếu mà chọn Hà Lưu thì tôi cũng sẽ, tại vì nữ mà đấu với nam thì mình sẽ sử dụng quyền của mình. Quyền gì anh? Quyền anh. Anh có quyền. Anh có cái quyền nãy cho cái quyền mà, đúng không? Và quyền của anh sử dụng là quyền triệu, triệu hồi. Triệu hồi. Dạ bên em có binh tôm tướng cá, sư tử, cọp vàng. Anh chịu Amazon. Con gì ạ? À? Anh con thuộc bà, luôn. Con gì mà đội vô khó hát nhất? Em nghĩ em Hà Lưu thì chơi với Hà Mã đi anh. Hà Mã hả? Hà Mã không có con đó ra sở thú giùm em ạ. À. Tôm. À con tôm à, anh thích con tôm à. Tôm. Và xin mời Tôm Tận Tụy. Xin mời. Thưa quý vị, hai đấu sĩ đã sẵn sàng và Đức Thọ đang khoác lên mình Tôm Tận Tụy rất gọi là khó khăn trong cái việc hát và lấy hơi, đúng không chị Như? Đúng rồi, để xem lần này Thọ có Thọ nữa hay không. Và không biết là thủ lĩnh Dương Ngọc Thái sẽ chọn bài gì cho đấu sĩ của mình đây ạ. Anh ta đang bàn bạc. Rồi, đội thấy bạn với nhau đưa quyết định sẽ chọn một bài hát Khi Nào Em Mới Biết. Dạ, Hà Lưu và Tôm Tận Tụy, Đức Thọ sẽ hát bài Khi nào em mới biết. Xin được phép bắt đầu. Trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Ta luôn mơ về em dấu yêu, cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đang say ngất ngây người ơi. Và cho đến khi nào em và tôi chung một con đường. Khi ta trao cho nhau nụ hôn mà thôi, ta luôn mơ về em giống yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi, và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Nhớ đến bóng dáng đó nhạt nhòa, cho mưa thu rơi buồn, còn đó chiếc lá trong mơ mà thôi. Đã luôn mơ về em dấu yêu, cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi, và cho đến khi nào
em và tôi trên con đường xưa. Tim đang cô đơn u buồn, người có biết hỡi người, tình yêu ta thắm nồng dành cho em không bao giờ phai. Sẽ mãi mãi đến cuối cuộc đời, tôi yêu em trong mơ mà thôi. Em quay lưng cơn đau vô tình, trong lòng ta buồn giống ngập tràn. Tôi luôn mong chờ em người ơi, với con tim đang cô đơn u buồn. Người có biết hỡi người, tình yêu ta thắm nồng là mãi mãi xin chào cho người. Xin cho người. Tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ anh Hùng, cho em hỏi con tôm của anh đâu rồi? Con tôm của anh, ủa con tôm anh đâu ta? À hồi nãy luộc ăn rồi, luộc ăn. Ủa? Ủa tôm rồi. Tôm Tận Tụy đã quay trở lại. Chào tôm, mời tôm lên đây. Dạ phần thi vừa rồi cũng là một cái phần mà gọi là đầy máu lửa của hai bạn. À, không biết các sứ giả âm nhạc cảm thấy như thế nào ạ? Chị đang rất phấn khích về cái phần thi của bạn Thọ. Bởi vì không bỏ qua cái phần chuyên môn đi thì em đang đội một cái mascot ở trên đầu, nó rất là khó khăn trong cái việc mình điều khiển cái micro và kể cả cái phần mà khi em di chuyển, nhưng mà em đã làm rất tốt cái phần thi của mình. Và cái điều mà khi mà một bạn đội cái mascot thì cái micro của mình á, về cái chuyên môn một xíu thì nó sẽ bị như vậy, cái âm thanh của nó sẽ rất là khác hẳn. Nên nhưng mà bạn đã điều khiển rất là tốt cái phần thi của mình. Chị thấy thông qua cái lỗ tròn mà lúc mà em đổi thì cái mặt của em nó rất là căng thẳng. Và chị xin chúc mừng phần thi của em trong phần thi này. Còn về phần thi của bạn Sona thì chị chỉ xin góp ý nhẹ một chút xíu là khi mà mình có một cái sở trường về Rock Symphony á, thì có nghĩa là mình là một người đã có từng qua những cái trường lớp và mình được học rất là kỹ, thì chị nghĩ là em nên sử dụng một chút xíu về cái phần pha kỹ thuật thanh nhạc của mình. Trong đó khi mà mình sử dụng những cái nốt cao thì mình nên hát giọng gió một chút xíu nhẹ, để mà khi mình hòa giữa giọng thật và giọng gió nó sẽ không bị bể cái tiếng của mình ra. Và cái phần đặc biệt đó là cái phần sử dụng hơi của em á, khi lên cao em bị sử dụng nó quá nhiều, thành ra là em không kiểm soát được nó, thành nó sẽ bị bung ra và nó sẽ vô tình làm cái giọng của mình bị oét, và mà do mình không kiểm soát được nó thôi. Chị có xin góp ý số nào chút xíu như đó thôi. Dạ, cảm ơn em. Xin cảm ơn ạ. À, những nhận xét đến từ sứ giả âm nhạc. Và bây giờ xin mời Đức Thọ và Sona chúng ta cùng lên hòm. Thưa quý vị, hai đấu sĩ Sona và Đức Thọ đã có mặt tại nắp hầm. Đúng rồi, và tôi cảm thấy giống như nãy giờ tôi chưa xuống luôn á. Sao tôi đứng kế Đức Thọ hoài vậy? Sao em gọi là em tiêu diệt hết người này tới người khác vậy? Sao em chưa xuống hầm nữa cưng? Em sao ơi, hát đừng có gì làm người ta xuống mút, đang vậy là giỏi lắm rồi. Giỏi quá, ý là ngồi lập kỷ luật luôn á chị ơi. Sao mà hát gì mà hay mà sao mà trụ lại lâu dữ vậy? Hát không có nhường nhịn người này người kia, hát không cho người ta hát. Làm như live show hả Đức Thọ những người bạn hay sao? Vậy bây giờ sẽ là kết quả để xem Đức Thọ có rớt xuống hầm hay không. Đúng. Đúng. Và Sona cô ấy có ở lại với chương trình hay không? Rất lo và hồi hộp. Một Sona với sở trường là rock, nhưng mà ngày hôm nay với cái bản nhạc không đúng sở trường của mình. Cô ấy đã chiến hết mình rồi, nhưng cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Còn Đức Thọ, thật ra chàng trai này cũng có khó khăn, tại vì bạn đeo trên người cái mascot là con tôm Tận Tụy. Nhưng hát cũng muốn quỵ luôn. Đúng. Vậy bây giờ để xem ai sẽ là người ở lại chương trình và ai sẽ là người rớt xuống hầm đây. Đức Thọ. Hãy xuống nào. 3 2 1 1 Em ơi, chưa, bình tĩnh, bình tĩnh, bình hợp tĩnh. Hợp đi, hợp đi, con bé xanh quá rồi, xanh quá, đi. Bé xanh xa quá, bé thôi gọi sợ. Là tâm bất biến, dòng đời dạng biến. Ừ. Gọi là thẫn thờ, buông xuôi. Đúng rồi. Chính vì vậy mà để làm tâm lý cho bé, để ổn định hơn. Vậy chúng ta sẽ hẹn quý vị khán giả vào tuần sau vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý vị thân mến, chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
với ca khúc Khi Nào Em Mới Biết, trận đấu của hai đấu sĩ Đức Thọ và Sona Hà Lưu vẫn chưa có kết quả. Mặc dù phải mặc vào chú tôm tận tụy, nhưng liệu Đức Thọ một lần nữa sẽ bứt phá thành công hay Sona Hà Lưu sẽ làm được điều bất ngờ? Chúng ta cùng đón xem kết quả vào... Còn lại... Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Gặp nhau là duyên nhưng chẳng có phần. Nhưng chẳng có phần. Từng nghĩ rằng yêu đừng không hối hận.